Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride On Kamen Rider Zio. Mình đã làm video để tổng hợp tất cả form của Zio, nhưng mình vẫn chưa có video nào tổng hợp về tất cả những Armor Time. Đây là những hình dạng tri ân ở nửa đầu phim của Kamen Rider Zio, cũng như phần nào những form này sẽ san sẻ với Kamen Rider Gaze. Video này mình sẽ tổng hợp những Armor Time của Kamen Rider Zio lẫn Gaze theo thứ tự ngược lại, từ build cho tới hình dạng của Kuga. Trước khi bắt đầu video, mình xin một chút thời gian để quảng cáo cho Riding On Shop nhé. 15 giây để quảng cáo cho Riding On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Armor Time đầu tiên kế thừa sức mạnh của Kamen Rider Build, được trao lại nguồn sức mạnh này để chống lại Another Build, hướng sức mạnh đã tước đoạt năng lực của Kamen Rider Build lẫn Crosshead trong thời điểm hắn ta cùng tồn tại. Được Sento chỉ dẫn để có câu nói đầy ngầu lòi, nhưng Zio phần nào đã biến tấu câu nói này lại thành một câu nói khá hài hước. Bỏ qua điều đó, Armor Time của Zio là tái hiện lại sức mạnh của Build. Phần nào vẫn giữ nét đặc trưng của Zio, nó là bộ giáp rất đơn giản với hai bottle cũng như màu sắc của Rabbit and Tank đang chéo với nhau, đặc trưng của Kamen Rider Build. Hai phần kim đồng hồ cũng được điểm tô biểu tượng xe tăng và đôi tay từ loài thỏ. Phần vũ khí Grill Crusher thay vì cầm tay gắn trực tiếp vào phần cổ tay của Build Armor. Vì đây là phần cơ bản nên phần nào chỉ thể hiện sự linh hoạt của thỏ, phần cứng cáp từ xe tăng. Tất cả những gì thể hiện đặc trưng nhất đều đến từ phần mũi khoan trên tay của anh ấy, cho Zio có khoảng cách tấn công cao hơn cũng như diễn đòn tấn công có quy lực và khả năng chí mạng cực cao. Đòn tất sát ở hình dạng này là Vortex Time Break. Anh ấy sẽ tạo ra biểu đồ của Kamen Rider Build, lao lên nó và trượt dài trên biểu đồ này, kích hoạt mũi khoan để khoan đi khoan lại kẻ thù hai lần nhằm dứt điểm tên Another Build. Cũng như sức mạnh từ Armor Time của Build, Armor Time của SA cũng được trao cho Sogo bởi chính Hozo Emu nhằm chống lại Another SA, thứ đang tước đoạt sức mạnh Kamen Rider SA. Nhảy lên không và chuyển hóa hình dạng Armor Time, nó có tạo hình tương tự như SA như bao hình dạng khác. Hai phần vai là hai biểu tượng của Gatchat bao phủ cả vai, Gatchacon Wrecker được trang bị và bao phủ cả hai tay, tấn công kẻ thù bằng những nắm đấm với quy lực như những chiếc búa tạ. Trong hình dạng SA, anh ấy cũng hởi thao túng Game Area nhằm gia tăng khả năng tấn công cũng như tạo những khối lập phương với hình dạng Chocolate, nâng cao khả năng di chuyển và linh hoạt của bản thân. Đòn tất sát là Critical Time Break, nó sẽ tạo ra những chữ cái được chèn trên phần màn hình. Zio cũng tận dụng những chữ cái này hất chúng lên không, sau đó đánh chúng bằng cặp Gatchacon Wrecker trên tay. Kẻ thù sau khi va chạm vào những ký tự còn bị Zio lao thẳng vào và đấm hàng chục cú đấm như một ngôi sao băng kèm với những chiếc búa tạ dán vào người mình. Another SA cũng bị kết liễu với chính đòn tấn công này. Đã có SA, tất nhiên phải nói tới bản thử nghiệm của anh ấy, Armor của Kamen Rider Game hay Rototai Gatchat. Chiếc quách này được rơi ra từ Another O, kẻ muốn thống trị tất cả mọi thứ. Hắn ta cũng chính là Dan Kuroto, Kamen Rider Game trong thế giới của SA. Bản chất là một Gatchat thử nghiệm cho Mighty Action X, tạo hình hoàn toàn tương tự, thậm chí nó còn không có hai Gatchacon Wrecker đặc trưng của SA, mà là tạo hình vô cùng thon gọn dành cho Gay. Gay trong hình dạng này có tông màu chủ đạo là đen, phần giáp ngực của anh thể hiện biểu tượng của gamer, bốn nút trên tay cầm cũng như ống máu thương hiệu. Hai phần Roto Gatchat được gắn trên hai vai của anh, kèm với mái tóc đen đặc trưng của Game. Trong hình dạng này, Gay có sức chiến đấu được tăng cường đáng kể. Anh có thể áp đảo kẻ thù bằng sức mạnh thuần túy của Kamen Rider Game. Nó không có quá nhiều đặc điểm nổi bật. Trong lần tiếp theo, anh sử dụng sức mạnh của Game để thay thế cho hai Gatchacon Wrecker. Anh có trang bị thêm hai Drift Flywheel, hai chiếc bánh xe đạp đặc trưng cho hình dạng Shakariki Sport. Anh dùng nó để tấn công tầm xa kẻ thù như hai chiếc boomerang. Những đòn tấn công của Gay ở hình dạng này cũng tạo ra hit giống với những Rider trong series SA là Critical Time Burst. Dựa trên Sport Gamer, anh sẽ chạy vòng kẻ thù. Tất cả kẻ thù trên đường di chuyển của anh đều bị gây sát thương. Anh khép kín vòng tròn, sau đó tung ra cú Rider Kick mạnh mẽ để tiêu diệt kẻ thù. Armor Time của Kamen Rider Ghost được Gay mang đến quá khứ từ tương lai Omazio. Anh đã dùng chính khả năng này để tiêu diệt ngài mà Omazio được khai sinh, Kamen Rider Zio đối mặt với Kamen Rider Gaze. Hình dạng Ghost Armor tăng cao chỉ số của Gaze. Giáp ngực của Gaze được bao phủ bằng hình dạng chiếc áo khoác đặc trưng của Ghost với biểu tượng icon trên đó.
Hai phần vai cũng được điểm tô bằng hai chiếc icon khổng lồ. Phần gương mặt chỉ thay thế phần trên dưới thành tông màu của Ghost. Trong hình dạng Ghost, anh có thể di chuyển như một bóng ma, lơ lửng trên không trung để tấn công kẻ thù, cũng như trở nên vô hình, thoát ẩn, thoát hiện như một hồn ma với khả năng di chuyển linh hoạt. Anh có thể triệu hồi ra những Parka Ghost, những chiếc áo khoác đại diện cho những danh nhân vây quanh người anh cũng như xông tới để tấn công kẻ thù với số lượng áp đảo. Vẫn mang những đặc điểm đặc trưng của những vị danh nhân, nắm đấm của Newton hoặc là cặp song kiếm của Miyamoto Musashi. Đòn tất sát của anh là Omega Time Burst, gây sẽ lao lên bầu trời. Toàn bộ cơ thể cũng như mặt nạ của anh sẽ phát sáng lên màu cam, được bao phủ bởi ngọn lửa từ Ghost. Anh thực hiện cú Rider Kick với nguồn năng lượng tâm linh từ tụ hợp vào đôi chân của mình, dán cú kick này vào người kẻ thù. Gay có vẻ rất có duyên với God Armor, anh còn nâng cấp sức mạnh nó để trở thành BBO Armor. Sức mạnh này được Gay chuyển hóa từ nỗi sợ của mình trong Hyper DVD Kamen Rider Zio. Bối cảnh trong tập phim là một ngôi trường bị ám bởi hai chị em. Nơi này xuất hiện những Another Rider liên quan tới ma quỷ. Gay đã thức dậy trong ngôi trường bị ma ám này. Anh vô cùng sợ hãi và cố tỏ ra bình tĩnh. Những người bạn của anh đã giúp sức để anh hóa giải lời nguyền. Zio, Warp cũng như Tsukuyomi đã trực tiếp vào ngôi trường để giải cứu cho Gay. Nhưng nỗi sợ đã xâm chiếm hoàn toàn Gaze. Anh thậm chí đứng còn không vững để tiếp tục chiến đấu. Cố sử dụng God Drywatch nhưng nỗi sợ đã lên tới đỉnh điểm. Nó đã chuyển hóa God Drywatch trở thành một chiếc Drywatch mới, BBU Drywatch. Nỗi sợ của anh bộc phát sức mạnh ở bên ngoài, biến chiếc Drywatch trở thành màu xanh. Toàn bộ cơ thể của Gaze là God Armor, nhưng thay đổi tất cả mọi thứ trở thành màu xanh. Thậm chí cả màu nền của Gaze cũng chuyển hóa thành màu xanh. Hai phần chân của anh có biểu tượng hai gương mặt ma đang than khóc. Biểu tượng icon God trên vai cũng được chuyển hóa thành biểu tượng bóng ma đang sợ hãi, bao phủ bản thân bằng ngọn lửa xanh của những hồn ma cùng với những bóng ma rơi ở khắp xung quanh mình. Khả năng chiến đấu là điểm đặc sắc nhất của hình dạng BBU Armor. Nếu God Armor lợi dụng khả năng di chuyển như một hồn ma thì BBU lại sử dụng nỗi sợ của Gaze. Bằng những đòn tấn công liên quan tới những hành động sợ hãi của mình, Gaze đáp đảo được tất cả những tên Another Rider. Ở hình dạng này, anh cũng có đòn tất sát là BBU Time Burst. Gay sẽ lao lên bầu trời, khoanh chân mình về phía sau, tạo ra dáng một hồn ma. Ngọn lửa xanh bao phủ lấy anh cũng như những ngọn lửa ma trời bay quanh người. Anh lao thẳng vào kẻ thù với hai icon khổng lồ xung quanh, nghiền ép kẻ thù bằng sức mạnh từ ngọn lửa ma trời. Gaze luôn mang theo bên mình là sức mạnh từ Thrive. Trong trận chiến với sự linh hoạt của Another SA, Gaze đã phải sử dụng sức mạnh này nhằm áp đảo sự linh hoạt từ tên Another Rider vô cùng khó chịu này, chuyển hóa bằng chiếc Drywatch của Thrive. Một chiếc xe đua được phủ lên người anh với tông màu đặc trưng là đỏ và trắng. Phần đầu của Gaze cũng có biểu tượng đuôi xe đặc trưng của những chiếc xe phân khối lớn. Trên cổ tay của anh được trang bị hai Shishka của Thrive. Phần khác biệt nhất có lẽ là phần hai bánh xe to tổ bố được gắn vào hai vai của Gaze. Điểm khác biệt nhất có lẽ đây phải là những chiếc car chứ không phải là hai chiếc bánh xe. Phần nào thể hiện đặc trưng của phim Dry khi những chiếc bánh xe luôn là điểm nhấn của những form của Kamen Rider Dry. Ngoài khả năng chống lại lâu bột free như hình dạng của Dry, anh ấy có thể tấn công kẻ thù với tốc độ cực cao, di chuyển với tốc độ siêu thanh như một chiếc xe hơi phân khối lớn, áp đảo kẻ thù bằng tốc độ vượt trội hơn cả sức mạnh cũng như sự linh hoạt của Another SA. Hai Shishka trên tay của anh cũng hơi được bắn ra, di chuyển quanh kẻ thù gây ra sự nhiễu loạn. Còn tấn công tầm xa của form này là Rider Sustin. Anh có thể thay đổi hàng loạt lớp xe trên vai của mình. Chúng di chuyển linh hoạt xung quanh anh và phóng thẳng về người kẻ thù, gây lượng sát thương lớn với nhiều lớp xe khác nhau. Đòn tất sát của anh là Hisatsu Time Burst. Gây sẽ di chuyển với tốc độ cao để ra đòn Rider Punch kết liễu kẻ thù. Hình dạng Gaimu Armor cũng là hình dạng kết thúc cho video phần 1 về tất cả những Armor Time của Kamen Rider Zio. Mình là Riding On, nếu các bạn có ý kiến khác mình hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Cũng như đừng quên mình có Riding On Shop bán những đồ chơi về Toku. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh này cũng như shop của mình. Thanks for watching. Bye.